Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ một gã đại yêu đi vào khu vườn này, khom người thi lễ, mặt lộ vẻ cung kính. Một đi giáo chủ cùng hóa thạch sống nơi đây, chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời mấy người Diệp phàm đến. Tới lúc này, thiên hạ giáo chủ cũng đều khách khí với Diệp phàm, chỉ sợ chọc giận vị sát thần này. Ngay cả vương tộc Thái Cổ đều dám chém, con gì mà không làm được cơ chứ. Ngô Phi cũng được mời đi tấu một cổ khúc. Nàng là tiền hoa trong trường hợp này, có thể nói sẽ làm việc tiệc rượu rạng rỡ không ít về phần đám người trần nguyên liễu vân kiệt khổng linh hoa tạ từ viễn tỷ vô duyên mấy vị minh châu khác của nam lĩnh cũng khó có được vinh quang bậc này mà mời vào đây là một khu vườn đông tuyết tuyết lớn bằng lông ngỗng bay tán loạn ở nam lĩnh bốn mùa như xuân có thể nhìn thấy cảnh tượng như tự nhiên gió sức người không khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt trong vài tòa đình đài đều có bàn ngọc bàn đầy dân hào hải vị bày ở trên có thể ngồi ở nơi này đều là cự yêu của nam lĩnh hoặc là nhân vật cấp giáo chủ của nhân tộc, bằng không căn bản không có chỗ ngồi. Mấy mấy năm sau, địa vị của Diệp Phàm khác nhau rất lớn. Nơi này có người năm đó từng làm ra mắt ở giao trì đại hội bàn đào, xuất hiện ở thân phận nam lĩnh yêu chủ. Khi đó, hắn chỉ có thể nhìn từ xa, hiện nay cũng đang là địa vị ngang nhau, khiến hắn cảm khái một phen. Năm đó có không ít người đuổi giết hắn, hiện tại ai cũng tránh xa, ít người dám chính diện ra tay với hắn. Thần trong loạn thế có thể thấy thánh thể nhân tộc trưởng thành coi như là một may mắn nghĩ lại viễn cổ xa xôi mỗi khi có thánh thể đại thành tất sẽ bình động loạn yên thiên hạ và bảo càn khôn khiến cho lớp người chúng ta kính ngưỡng trong lòng cảm khái và kính nể vô cùng đúng vậy viễn cổ đại địa mấy lần bùng nổ hắc ám biến động thánh thể đại thành nhân tộc mỗi lần đều giáng sinh ra trong loạn thế ngăn cơn sóng dữ trả lại thiên hạ thái bình không một ai không chiến đến thánh huyết chảy hết già ngựa bọc thây, anh hùng cái thế. Có người than thở, như là phát ra từ chân tâm, giọng nói thường cảm vô cùng. Nói đến trình chiến thời viễn cổ, mọi người đều không thể không cảm thấy trong lòng sợ hãi. Một trận chiến tất là máu chảy thành sông, thành chất thành núi. Ngay cả thánh thể đại thành đều có thể chết trận, có thể nghĩ mà biết thảm thiết đến cỡ nào. Trong lòng của Diệp Phạm im lặng, thời đại đó, cầm địa sinh mệnh náo động, thần linh vực ngoại xâm nhập, được xưng là nhiều tai nạn cũng chính thời điểm đó mới có thể có đại đế sinh ra, chứng đạo trên nhân thế, bình định hết thảy tai họa. Hiện nay lại càng có một đại đế ngàn đời chưa từng có, thái cổ vạn tộc ngủ say đều sắp thức tỉnh. Nếu là gặp lại nhân vật trong mấy cấm địa sinh mệnh, chỉ nghĩ không thôi đã khiến ra đầu người ta run lên. Diệp Phàm sẽ không bao giờ quên, thanh thể đại thành máu nhuộm vách núi, lúc tuổi già bị giết chết trên thánh nhai, máu tươi nhuộm đỏ cả một núi lớn. Cái loại thảm thiết này, đại địch này đại chiến này thật sự không thể tưởng tượng thanh thể đại thành nhân tộc đều chỉ có thể ảm đạm rồi biến mất bọc thầy xuống mồ chôn vùi thầy lương một đời vô địch lại cuối cùng bại vong viên cổ đại chiến thảm thiết kinh thiên có không ít sách cổ đều có ghi lại cố nhân thần hữu của thánh thể đại thành đều từng chết trận ngay cả hắn cũng không thể bảo hộ cho chu toàn chỉ có thể dùng oai của thánh huyết trợ giúp kéo dài mạng sống lại tới hiện đại như vậy rồi sao diệp phàm cất tiếng lẩm bẩm Hiện nay vùng cấm không bình yên, thần linh xuất hiện, có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều lần. Hắn không biết tương lai cũng sẽ phát sinh đại chiến thảm thiết như vậy hay không? Hắn có thể thủ hộ người bên cạnh hay không? Đây là đại chiến muôn đời ít thấy. Một khi thái cổ chư vương đều xuất hiện, còn có không gian cho chúng ta sinh tồn sao? Có người bi quan nói trong một câu. Từ xưa tới nay, thế gian trình phạt không ngừng. Ở trong một thời kỳ rất lâu dài, nhân tộc vẫn bị vào ở thế yếu. Nghiêm túc mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có tới thời đại vô thủy nhân tộc mới chính thức trở nên cường đại không sợ trấn áp bốn phương về chân chính ý nghĩa trở thành chủ nhân trong thiên hạ ở cuối tiên lộ ai là đỉnh phong vừa thấy vô thủy trở thành không đây cũng không phải tùy tiện nói ra mà là bởi vì hắn quét ngang hết thảy hắc ám náo động nhân vật vô thượng người dám can đảm xuất thế toàn bộ trấn chết đánh đầu tháng đó không gì cả nổi không một chút trì hoãn khiến chư thiên đều run lên hết thảy ngọn nguồn tai họa đều ẩn núp và thời đại của hắn không có hoàn lớn xuất thế đại đế cổ đều đã qua đời trở về với đất ngày nay lại tới một loạn thế đáng sợ mọi người ai cũng lo sợ trong lòng nhưng vị giáo chủ cùng hóa thạch sống nhớ lại thời thánh hiền đại đế xa xôi nếu là còn có một vị còn trên đời sống thì cũng không cần lo âu nữa nhưng đường thời là không giống như vậy ngô phỉ ở bên cạnh đàn tấu đàn tranh âm luật hơi mang thường cảm hồi ức viễn cổ chư hiền cuốn hút nỗi lòng người thật sâu tất cả mọi người nơi đây thường tuyết xem mai đối ẩm chuyện trò bất kể là thật tâm hay giả ý giống như tất cả đều có chút cảm xúc đà tà tiệc rượu của chư vị đáng tiếc có người không cho ta uống sảng khoái không thể tiếp tục được diệp phàm uống xong một chén đặt chén ngọc lên bàn diệp tiểu hữu sao lại nói lời như vậy một vị lão giáo chủ cất tiếng hỏi từ hôm nay cho dù nhân vật hơn hai ngàn tuổi cũng bằng vai phải đưa với hắn. Được rồi, chư vị tiếp tục uống rượu đi, ta đến búa kiếm trợ hứng, chớ để hỏng bầu không khí này. Diệp Phạm đứng dậy ngay. Có người đến đây sao? Yến Nhất Tịch ngầm hỏi. Đúng, tới rất nhanh, còn không có thời gian cho ta ra ngoài chặn giết. Có người của sát thủ thần triều viễn cổ cũng tới rồi. Diệp Phạm truyền âm nói, để hắn cùng lệ thiên cầm thần nữ đô tự bảo vệ. Ai cho mượn kiếm dùng một chút được không? Diệp Phạm đứng lên, đi tới trong vườn tuyết lớn bay bay, đứng giữa hoa mai. Có thể thấy thánh thể nhân tộc múa kiếm thật sự là rất vinh hạnh. Lão hổ có một thanh chiến kiếm đây. Một vị cổ yêu đưa ra một thanh trường kiếm. Trong phút chốc trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thần hồng hiện ra. Phúc một tiếng huyệt hỏa bắn ra, bổ ra một nơi hư không xa xa. Một cái đầu nam nhân bay lên, máu tươi chảy dài. Đây là gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Để người đến gần thân như vậy cũng không phát hiện. Đây thật đúng là một chuyện khủng bố. Đây là một nam nhân trung niên, tuyệt đối có thực lực tiên thai tầng thiên thứ hai. Đáng sợ nhất chính là ẩn nạc thuật của hắn, có thể nói là kinh người. Một giải tương ngang trời, Diệp phàm lại bổ ra một kiếm, một kiếm đâm vào hư không. Chỉ nghe phốc vài tiếng, một huyết hoa vọt ra, xuyên thủng xương trán của một người, sống sờ sờ bị đóng đinh, khều đi ra. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người sợ hãi, trong khoảng cách gần của mấy chục trượng có người ẩn nấp. Đây là tín hiệu nguy hiểm tuyệt đối, Đúng lúc này, trước sau có hai luồng hào quang chói mắt hơn cả sao trổi ngang trời xuất hiện, chém về phía Diệp Phàm lại là hai bóng người lao ra. Diệp Phàm hồn nhiên không sợ, giống như sớm đoán trước được, phát sau mà đến trước, tạ quyền đánh ra, đường trường đem một vị lão sát thủ, càng người cùng kiếm chấn thành mảnh vụn, tay phải trường kiếm khẽ kêu, lại bổ thẳng người còn lại thành hai nửa. Các vị không có gì đáng sợ, chẳng qua là tiểu đạo, chỉ cần hiểu rõ đạo thì bọn họ không thể trốn tránh vào đâu được. Diệp Phàm cất tiếng nói, lập tức niệm ra một loại bí thuật, nguyên tử cổ thuật của thiên đình. Rút! Trong hư không chuyển đến một thanh âm, trong phút chốc có tới hai mươi mấy người lao ra khỏi vườn, trốn đi bốn phường tám hướng. Nhiều sát thủ như vậy tới đây khiến người ta phát lạnh. Thánh tử của sát thủ thần triều viễn cổ, không phải được xưng có thể giết khắp trừ vương sao? Ta vẫn luôn chờ đợi, vì sao không dám xuất hiện cơ chứ? Diệp Phàm lại mang theo thần kiếm dính máu đuổi giết phía sau tốc độ của hắn quá nhanh, gần như 10 bước giết một người, máu chảy đầm đìa. Tiểu thế giới này lại một lần nữa đại loạn, mọi người đều ngây dại, thanh thể nhân tộc quả thần rất dũng mãnh, cho tới bây giờ đều nghe nói người của sát thủ thần triều viễn cổ ám sát người khác. Ngày này hắn đuổi giết ngược lại, một đường tuôn máu, thánh tử của các người không hiện ra, hôm nay một tên cũng đừng mơ chạy thoát. Diệp Phạm quá to, hắn một đường đuổi giết, khi đi tới lối ra tiểu thế giới Hai mươi mấy người chỉ còn lại có hai người, nhưng mặc dù trốn ra cũng vô dụng. Ở trên không trung, chủ tước thành Diệp Phàm chặt ngang không bọn họ, không một ai trốn thoát. Hư không đột nhiên run lên, ngay trên không trung, chú tước thành chín thanh kiếm đồng thời xuất hiện, đâm vào một điểm trung tâm, đồng thời bay ra một tòa sát trận viễn cổ bốn luyện hóa Diệp Phàm ở trong. Đây là chín lão già, tất cả đều tràn ngập sự dữ tận, sát khí lạnh lạnh, tuyệt đối là từ trong đống người chết đi ra, cũng từng giết không ít người trên vị đạo sát thủ đáng sợ cùng ra. Thần tử của các người quá kém, không phải muốn giết ta sao, nhưng lại không dám xuất hiện. Với sát chứng đạo như vậy, thì ta thấy chẳng qua là ẩn đấp chứng đạo thôi. Diệp Phạm chế nhạo một câu, nhưng ánh mắt đã rất lạnh, há mồm phun ra. Thần binh vương giả kìm cường trác bay ra, huyền từ sơn cũng từ sau đầu vọt lên. Hắn chân đạp bí chữ hành, lập tức chạy ra khỏi sát trận. Hiện nay rất ít có trận pháp có thể vây khốn được hắn. Kim cường trác là thần binh vương giả có thể mở núi xé trời bị đánh trúng đều sẽ tan vỡ diệp phàm vừa tế ra loại pháp bảo này lập tức khiến một đạo sát thủ ôm hận đi rất nhiều bí thuật của chúng ta đều vô dụng với hắn có thể bị hắn xem thấu thiên cơ một người thét lớn chậm rồi hôm nay một tên cũng đừng mong thoát thân diệp phàm đuổi giết không ngừng người của sát thủ thần triều viễn cổ sợ hãi mọi bí thuật đã học đều vô dụng căn bản không thể trốn tránh đây còn gì là ám sát rõ ràng đã quyết đấu ngoài sáng. Chủ tức thành tu sĩ nhiều không đếm xuể, ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Diệp Phạm thúc giục các loại bình khí kim cường trác, huyền từ sơn, đả thần tiên, chiến xa vương giả màu đen, đỉnh vạn vật mẫu khí, đồng thời phát ra hào quang, chém giết bốn phương. Đây là một trận giết hại, hắn một bình chém giết bốn phương, trên kiếm trong tay nhỏ máu, đỉnh vạn vật mẫu khí đập một cái là cả một vùng đánh sập hư không. Sát thủ rất nhiều, quả thật đều ẩn nấp khắp nơi người ngoài khó có thể phát hiện nhưng ở trước mặt của diệp phàm lại không thể trốn tránh vào đâu mọi người không ngừng nhìn thấy hắn từ trong hư không mà giết ra một vùng huyết hoa hắn hiểu biết bí thuật của sát thủ thần triều chúng ta phải ra tay sao hai người phía sau hắn trên người có lẽ là có thánh bình viễn cổ ta có một cảm ứng kinh sợ xem ra lần này không thể ra tay khoảng không xa xa một nam một nữ đang nhẹ giọng đối thoại hòa hợp cùng thiên địa không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có một loại tia khí tức khiến cho hoạt hóa thạch cũng kinh sợ đang tràn ngập. Như là sát thần bất hủ chuyển thế, chính là thánh tử cùng thần nữ của sát thủ thần triều viễn cổ. Bên kia, một chiếc chiến xa cổ màu vàng ngang trời mà đến. Từ xa xa, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm chém giết mười phương, xe này đập tức ngừng lại. Vương đẳng xoãn tóc, toàn thân hào quang vạn trượng, đứng bất động trên hoàng kim chiến xa, không tiến thêm một bước nào. Tại phương Bắc, Hoa Vân Phi thồn thiền mà công tại thành, ao làm bay bay giống như trích tiên lầm thế, phiêu giật xuất trần, nói không nên lời. Cách đó không xa, Lý Tiểu Mạn một thân y phục tuyết trắng, ngồi xếp bằng trong hư không. Trong 365 lốc xoáy màu vàng trên người, đều có một vị thần minh ngồi xếp bằng. Nàng mở bừng cặp mắt rồi nói, thần linh cộng sinh có cảm ứng, thật có ký thức đại thánh nhân tộc ở bên cạnh. Ở một hư không xa hơn, có một bóng người cao lớn mơ hồ, cất tiếng nói, thánh thể nhân tộc ta truyền vì ngươi từ bắc vực chạy tới đây, có thể giết chết tử tiền đồ, đáng giá để ta ra tay. Cùng lúc đó, Diệp Phàm như tâm sinh cảm ứng, nhìn quét bốn phương rồi nói, nếu đều đã đến đây, vì sao không dám ra đây chiến một trận? Trời cao tịch mịch, không ai trả lời, rất nhiều đại địch đều đứng trong hư vô, không ai dám tới gần Diệp Phàm một chút nào cả. Chủ Tước Thành khá là nổi danh tại Nam Lĩnh, Tòa Thành Trì dùng tên của một yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ này có rất nhiều truyền thuyết bất hủ được đứng trong hàng ngũ 10 đại cổ thành. Đại đỉnh mang phong cách cổ xưa lờ đừng trên đầu Diệp Phàm buông xuống vạn vật mẫu khí, ngàn vạn luồng khí này bảo hộ hắn ở bên trong. Diệp Phàm đứng thẳng tại đó, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên lưỡi kiếm còn có các giọt máu nhỏ xuống. Lúc này, hắn giống như là một vị sát thần. Phía xa xa, không ai dám đáp lại. Khắp vòng trời đều vô cùng im ắng, cũng không biết có bao nhiêu tù sĩ ở trong hành lang đang chăm chú nhìn nhưng lại không có một người nào mở miệng, tất cả đánh rắm cũng không dám, chỉ đành nhịn lại thôi. Diệp Phàm còn có vẻ chuyên nghiệp hơn cả một sát thủ, trận tàn sát trong nháy mắt vừa rồi khiến cho người ta phải kinh tầm đảm chiến, Mình mấy tên sát thủ bao gồm cả các nhân vật già đời đến từ thần triều viễn cổ, vậy mà bị hắn dùng bột kiếm đóng đinh không nhúc nhích được. Nếu các người đã muốn ta đến đây, tại sao lại không ai dám ra đánh một trận? Đây là khí thế một mình đối địch với cả thiên hạ, Diệp Phàm đứng trên trời cao, thân ảnh sừng sững không chút nhúc nhích. Đúng lúc này, từ khoảng không phía xa truyền đến tiếng vó ngựa đập rộn ràng, giống như một cơn lũ màu đen bất ngờ mãnh liệt lao đến. Kẻ nào dám động đến Diệp tiểu ca của bọn ta, bọn tiểu tử giết cho ta. Đại quần màn tộc xuất hiện, thông qua vực mồn mà tới, cuồn cuộn mãnh liệt, người ho hét, tọa kỵ gầm giống, cả đại quân hiện ra che phủ cả bầu trời. Ai nấy đều kinh sợ trong lòng, lồng tóc dựng đứng, Hiện nay man tộc tại Nam Lĩnh đã giành chấn thiên hạ, từng san bằng cả thế gia thái cổ tại Bắc Nguyên, trở thành một cỗ lực lượng mà không một ai muốn trêu chọc tới. Đại kỳ tung bay phần phật, dị thú gầm rống tung hoành, cũng có một chiếc chiến xa cổ xuất hiện, phát ra âm thanh ù ù rung động, đây là chiến lợi phẩm cướp được từ vương gia tại Bắc Nguyên. Một cô đại quân mạnh mẽ như vậy xuất hiện, ai mà không kinh hoàng, chỉ cần một lời không hợp thì sẽ dẫn đến đại họa diệt giáo, mọi người đều co đầu rụt cổ tránh được bao xa thì tránh. Tới lúc này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu ra, man tộc trở thành hậu thuẫn cường đại của Diệp Phàm lại tại vùng đất Nam lĩnh mênh mông này, có ai còn dám chọc vào hắn thì không khác gì tự đi tìm đường chết cả. Một tiếng trống to trầm thấp, kinh động khắp cả mặt đất, một con quái vật to lớn dựng ngang trời, thân thể to như ngọn núi, hai cánh xòe ra rộng như hai đám mây, che phủ cả bầu trời, để lại trên mặt đất một cái bóng cực to. Thường lòng, thần thủ hộ của man tộc đã đích thần tới đây diệm phàm trong lòng nóng lên màn tộc làm như thế này chính là đang muốn thể hiện ra một loại thái độ đó là tại vùng đất nam lĩnh này không có bất cứ kẻ nào được phép thương tổn tới thánh thể nếu không thì làm sao hôm nay họ mời vị cổ vương giả này ra tận đây làm gì đi thôi thần tử và thần nữ của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ nhìn thấy một cảnh này lập tức biến mất không chút tiếng động mất dạng tại phía chân trời xa xa thân thể nguyên cổ cực kỳ thôi vĩ đang đứng thẳng giữa không trung, nhưng lại không thể nhìn rõ, giống như quanh hắn là một mảnh mông lung bờ ảo, chỉ có một loại khí thức cường đại đang tràn ngập nơi đây. Trên bầu trời thương long chuyển động thân thể khổng lồ, hướng phía này quay đầu, nhìn lại. Nguyên cổ mặt không chút thay đổi, cuối cùng lựa chọn rút lui. Hắn mặc dù có tự tin hơn nữa thì cũng không dám chọc tới vị vương giả đại thành này. Thật sự, đúng là có chỗ dựa thật lớn sao? Lệ thiền và Yến nhất tịch cũng phải líu lưỡi, Hôm nay Diệp Phàm khó có thể được vùng tay đấu một trận chiến rồi. Những người đó hơn phần nửa đều đã sợ quá mà chạy mất mặt. Không có người nào dám đối kháng cùng Thương Long, dám quyết đấu cùng nhiều thiết kỵ như vậy. Phía xa xa, trên một chiếc chiến xa cổ màu vàng, Vương Đắng tóc tay bù xù gần như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào giống, giống như một con dã thú bị thương. Chính những đại quần man tộc này đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc của hắn, khiến cho vương gia trở thành mây khói tan đi. Đây là đại hận diệt tộc, nhất là khi phải tận mắt nhìn thấy những chiếc chiến xa vốn thuộc sở hữu của gia tộc hắn kia, khiến cho ánh mắt của hắn đỏ ngầu lên. Diệp Phàm là người đầu tiên cảm ứng được khí tức của hắn, chân đạp bí quyết chữ hành, nhằm thẳng về phía chân trời, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, như là một tia chớp xẹt rách hư không. Một đường hầm màu vàng xuất hiện trên bầu trời, chiếc chiến xa cổ màu vàng chở vương đằng chìm sâu vào trong đó. Tuy rằng hắn tức giận tới mức phát điên, ngửa mặt lên trời gào rống bi thảm, nhưng cuối cùng vẫn không mất đi lý trí, vẫn biết phải rút lui. Vương Đăng, người chạy đi đâu? Diệp phàm dùng một quyền đập nát hư không, nhưng rút cuộc thì vẫn chậm một bước, không ngăn cản được hắn. Chủ tức thành trở thành một mảnh ồn ào. Vương Đăng không ai bị nổi kia, cũng phải chạy trốn. Điều này được coi như là một chuyện kỳ lạ, thể hiện sự cường thế vô cùng của Diệp phàm Vương Đăng bỏ chạy, không dám nghênh chiến, thật sự là điều hiếm thấy. Thời đại của Vương Gia đã chấm dứt rồi, cái gọi là bắc đế cũng khó mà xoay chuyển được. Hiện giờ là thời kỳ thánh thể của dân tộc cường thế quật khởi, khó có thể cản trở nổi. Mọi người bàn luận, vương đăng vốn luôn cường thế từ trước đến nay cũng lựa chọn đuôi lại, không dám chiến đấu. Có thể thấy được lúc này Diệp Phạm cường đại tới mức nào. Trong lòng mọi người đều run lên. Diệp Phạm đứng thẳng ở khoảng không phía xa xa, ánh mắt quét ngang qua bốn phía, sắc mặt đột nhiên cứng lại, đồng tử nhanh chóng co rụt lại. Ngay phía cuối chân trời, có một mỹ nhân áo trắng lóe lên một cái chuẩn bị biến mất lý tiểu mạn diệp phàm bay lên trời đuổi theo lục đạo luân hồi quyền bị hắn thi triển tích cực hạn một quyền được hắn đánh thẳng ra bên ngoài tiếng rằng rác vang lên khắp cả vòng trời đều sụp đổ phía trước trở thành một mảnh rách nát hư không vỡ vụn lan ra rất xa khiến đời đầy trở thành một mảnh thời không đoạn lưu trong mắt của diệp phàm bắn ra một chùm sáng khiến người ta hoàn toàn toàn thân đành như điện chớp Mọi người nơi chân trời kia chỉ kịp nhìn thấy một cái hắc động đang biến mất. Một mỹ nhân áo trắng đi vào đó không có thể bóng dáng nữa. Tới cả bảng bác mà ngươi cũng giết còn có điều gì mà không dám làm nữa. Nếu có một ngày mà ngươi hiện ra trước mắt của ta. Giọng hắn cực kỳ lạnh lùng đứng tại đó rất lâu. Đại quần màn tộc tới đây khiến cho tất cả địch nhân đều kinh sợ thối lui. Không ai dám dừng lại. Một hội đại chiến sắp sửa đổ ra lại bị cắt ngang như thế. Đi thôi, quay về bộ lạc ăn thịt uống rượu đi thôi một lão nhân của man tộc bước lên vỗ vỗ vào vai diệp phàm một số người quen cũ của người tới sờn lĩnh của chúng ta làm khách hiện tại nhận được tin tức chắc là sắp sửa chạy tới rồi một lão nhân khác cười hà hà nói những người này đều vô cùng dũng cảm lại rất trực tính nghĩ gì nói nấy dẫn theo diệp phàm lệ thiên yến nhất tịch bước vào vực môn không lâu sau đó thiên địa biến hóa bọn họ hiện ra tại chỗ sâu trong một mảnh núi lớn đây là một cảnh tượng từ thời tiền sử các loại cổ thú hoành hành, tiếng gầm rú rung cả trời cao. Khi tiến vào Man tộc bộ lạc, quả nhiên có một đám người leo lên trên trận thai, đang muốn vượt qua hư không. Diệp Phàm lập tức thấy được hai thân ảnh quen thuộc. Thân thể cơ hạo nguyệt, nhiều năm không gặp, lại càng có một loại uy thế, đứng tại nơi đó rất trầm ổn, mái tóc đen rậm rạp, thân hình đổ sộ như một ngọn núi, có một cỗ khí thế kiếp người, đã gần gom góp đủ tư chất của một vị thần vương vô địch. Bên cạnh hắn có một thiếu nữ áo tím vô cùng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng lung linh, hàm răng trắng bóc, vẻ tú lệ trời sinh như một đo hoa nở rộ, phát ra linh khí vô cùng vô tận. Tiểu Diệp Tử, ngươi... Cơ tử Nguyệt ngẩn ra, rồi sau đó chậm rãi bước tới. Những năm gần đây, người ở vùng tinh không kia có khỏe không? Nàng mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại ngập tràn ánh nước. 12 năm rồi, các ngôi sao trên bầu trời cũng thật là nhiều. Ta vẫn còn chưa đếm được bao nhiêu đâu mà đôi mắt cũng đã mỏi hết cả rồi. Nàng cười cười, nước mắt liền lăn xuống dưới. Diệp Phạm bước lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt của nàng, chậm rãi kể lại những chuyện đã trải qua tại vực ngoại. Cơ hạo nguyệt vẫn nhìn Diệp Phạm không vừa mắt, sắc mặt không có chút tươi tỉnh nào cả. Trong mười mấy năm này, đêm nào hắn cũng một mình đứng trên bạch ngọc thần thai, ngước lên tình không, suy nghĩ xuất thần. Thì Thảo tự nói với mình, hắn lúc nào cũng muốn bắt lấy Diệp Phạm, đập cho tên này một trận mười mấy năm qua, cơ tử nguyện cũng không có nhiều thay đổi. Khi cao hứng thì đôi mắt to sẽ híp lại thành hình trăng lưỡi điểm, trên mặt nổi lên mà đúng đồng tiền nho nhỏ. Khi nàng nhíu mày, nhằn cái mũi ngọc sẽ lại, và chiếc răng khảnh trắng tinh trong miệng lóe lên một cái, nhẹ nhàng cười khẽ, khi người ta vừa nhìn đã bị ảnh hưởng theo, toàn thân như được thả lỏng. Diệp phàm và cơ tử nguyệt chậm rãi bước đi bên ngoài bộ lạc, kể lại những gì đã trải qua trong nhiều năm như vậy. Có lúc bình tĩnh, có lúc lo âu, có khi cười vui, có khi ngập tràn nước mắt, bóng dáng hai người được ánh nắng chiều kéo dài rất dài. Lệ Thiền đứng trên một cái bàn đá trong bộ lạc, nhìn về một đôi bóng người giữa ánh nắng chiều, lập tức khẽ chọc chọc thần vương thể cơ hạo huyệt rồi nói. Người còn có muội muội nào nữa hay không? Mình nhân xinh đẹp bẩm sinh, tràn gặp vẻ tinh linh tươi trẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên ta gặp được đấy. Khi hắn mới vừa nói xong câu đó, toàn thân đã bay lên trời, bị cơ hạo nguyệt trực tiếp ném thẳng vào một ngọn núi. Tả ngất, tàng ngất mất thôi Nếu thực sự còn có Thì ngàn vạn lần đừng nên giống như người đó Lệ Thiên vẫn rất dẻo mỏ Người đi hỏi hắn xem Nếu chỉ vẹn vẹn muốn làm hàng xóm với ta Thì mau bảo hắn lập tức cút đi cho ta Về sau vĩnh viễn đừng có mặt xuất hiện nữa Tự nguyện có một ca ca như ta là đủ rồi Không cần hắn đến cho đủ số đâu Cuối cùng cơ hạng Nguyệt Vẫn chủ động bắt chuyện với Lệ Thiên Tuy nhiên thái độ cũng không phải là tốt cho lắm Tên này chỉ muốn khiến cho Diệp phàm nhỏ máu mà thôi có thể thấy được hắn cực kỳ yêu thương cơ tử nguyệt cũng rất mất bất mãn với diệp phàm trong suốt nhiều năm qua như vậy đã bỏ đi đừng nha diệp tiểu tử là một tên hỗn đản khốn kiếp nhưng không phải là còn có ta sao lát nữa để ta bảo hắn cút đi là được lệ thiên nói xong liền đôi kéo làm quen với cửa hạo Nguyệt. buổi chiều lửa trại bùng lên rào lòng đại bàng và các loại đồ ăn trần quý khác phát ra bụi thơm đồng đậm dưới ánh lửa chúng bị nướng thành màu vàng óng khiến người ta không kìm nổi phải nuốt nước miếng. Từng đống lửa được đốt lên, các bộ lạc đều rất náo nhiệt. Lúc này sắc mặt của Diệp Phàm ngưng trọng, ngồi quanh chân trên một tòa thần thai, dùng huyết khí màu vàng tràn ngập sinh cơ để mở ra một khối huyền băng. Tiểu Diệp Tử, không ngờ chúng ta còn có một ngày gặp lại, nhưng ta lại không sống được lâu nữa. Khí tức của Lý Hắc Thủy rất suy nhược, thân thể đầy vết thương, tại đó lóe ra ô quang, tư này đang ăn mòn sinh cơ của hắn, khiến cho các miệng vết thương căn bản khó có thể khép miệng lại được bản thân của hắn cũng cảm giác thật đau đớn có ta ở đây người muốn chết cũng không được đâu yên tâm đi tất cả đều sẽ tốt lên mà thôi diệp phàm ra sức hít bột hơi rồi sau đó toàn thân huyết khí bốc thành hơi hóa thành một cuồng sáng màu vàng rực rỡ toàn bộ chui sâu vào trong cơ thể của lý hắc thủy giúp hắn khu trừ ô quang đây là huyết khí của con cháu cổ hoàng khó có thể trừ hết được chỉ cần có một điểm sót lại thì nó sẽ lại sinh rồi nảy nở ra ta đã bị trả tấn rất nhiều năm, thật sự không kiên trì được lâu nữa. Lý Hắc Thủy lại nói, ta dùng thánh huyết tẩy rửa thân thể cho ngươi, nhất định có thể khỏi hẳn. Diệp Phàm không nói thêm gì nữa, từ trong thiên linh cái bắn ra một luồng huyết khí màu vàng, hừng hực mà cháy, sông thẳng lên trời cao, xoay ngược lại, sau đó chui sâu vào trong thân thể của Lý Hắc Thủy. Thiên đạo cũng cùng cộng binh, các luồng đại đạo vô cùng vô tận đang nở rộ, bao phủ cả Diệp Phàm lẫn Lý Hắc Thủy vào trong, phát ra một luồng hương thơm nước mũi có cảm giác như là đạo văn đại đạo đang xen lẫn vào. Khó tranh, trong sách cổ có ghi lại, máu của thánh thể đại thành có thể so được với thần dược. Tại thời kỳ loạn lạc cực kỳ thảm thiết khi xưa, thì thánh thể đã từng dựa vào nó để cứu súng rất nhiều chiến hữu lâm vào cảnh phải chết. Mọi người nhìn thấy máu của Diệp Phàm lại có thể khu trừ được ô quang, ai nấy đều lộ ra thần sắc vui mừng. Vậy mà Lý Hắc Thủy đã được cứu rồi. Bỗng nhiên một mùi tượng hương thơm nức phát ra, Diệp Phạm lấy ra một cái ngọc tịnh bình. Sau khi mở ra phong ấn, lập tức có 36 con tiểu long dài không đến một tấc vọt ra, khiến cho khắp cả bốn phía bộ lạc đều tràn ngập linh khí. Diệp Phạm thổi nhẹ một hơi, làm nổi tung 12 con trong đó, rồi sau đó khiến chúng hóa thành một mảnh hảo quang sáng hừng hực, bảo bọc đi hắc thủy lại. Sau đó một lần nữa phong ấn 24 con tiểu long còn lại vào trong bình. Đây là các giọt thần long bất tử dược, lấy được từ vạn long xào được sinh ra bên cạnh quan tài của độc nhân đại đế chúng vẫn được diệp phàm trân trọng cất giữ chốt cuộc hôm nay cũng được mang ra trọng dụng là bất tử thần dược khởi từ hồi sinh cũng không thành vấn đề ngược lại còn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt có thể thoát thai hoán cốt các đạo nhân của màn tộc cũng không giấu được nét ngạc nhiên thán phục ầm một tiếng cuối cùng huyết khí màu vàng sôi trào toàn thân của lý hắc thủy phát ra tiếng xương cốt và chạm lách cách hắn không kìm đổi gào lớn lên tốt rồi chỉ cần nửa tháng nữa là ngươi đã trở thành một hảo hán, chắc chắn sẽ lòng tình hồ mãnh. Diệp Phạm đứng thẳng lên, toàn thân đều bị bổ hồi thấm đẫm. Đúng là một tin tốt, tới đây chúng ta ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn đi. Một lão nhân của man tộc cười to rồi nói, ta cũng muốn nữa. Lý Hắc Thủy đang ngồi khoanh chân trên tòa thần thai, cất tiếng nói. Người thì cứ ngồi đó mà nhìn chúng ta ăn thịt uống rượu đi. Rất nhiều người cười to, cứ dưỡng thường cho tốt. Đến lúc đó, cùng ta diễn tới tận đông hoang tìm kiếm tung tích đám người bàng bác hắc hoàng lần này ta sẽ tự mình đi tìm huyết mạch của cổ hoàng tính sổ diệp phàm an ủi lý hắc thủy cho dù có ai chết đi nữa thì hắn cũng còn có thể tự tin nhưng trương hắc hoàng mà ngã xuống thì hắn không bao giờ tin cả một con chó khiến ngay cả hắn cũng phải nhức đầu vì nó như vậy chắc chắn có thể sống lâu hơn bất cứ ai diệp phàm cảm thấy được cho dù hắn bị người khác làm thịt thì hơn phần nửa con chó chết bẩm kia vẫn có thể sống nghĩa khí gì mà vui vẻ sống sót lại là một đêm trăng sáng huyết khí màu vàng tràn ngập trong ban tộc bộ đạc u u như tiếng sấm rền liên tục trong nửa tháng tiếp theo ngày nào diệp phàm cũng dùng thánh huyết bản thân để thanh tẩy thân thể cho lý hắc thủy khiến cho rất nhiều người phải níu lưỡi điều này căn bản không phải đơn giản chỉ là chữa thương mà thuần túy chính là trợ giúp tên này tù luyện diệp phàm không tiếc cái giá phải trả dùng hoàng kim huyết của mình để tẩy rửa thân thể cho hắn ngày nào cũng thay thánh huyết cho hắn kết hợp với thần lòng bất tử dược dùng thánh huyết luyện thể mười mấy ngày nay thì lý hắc thủy dù đau cũng là thấy sướng thoát thải hoán cốt gần như thay đổi cả một thân thể cũ sinh ra một thân thể mới cuối cùng hắn cũng không còn vẻ uể oải trước nữa tinh thần sảng khoái trên thân thể có ánh sáng huy hoàng chuyển động mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo âm thanh của đại đạo năm đó diệp phàm mới vào thần thành tại bắc vực để đổ thạch hoàn toàn là dựa vào sự giúp đỡ của lý hắc thủy chậm rãi tích lũy sau đó mới có vốn để đánh vỡ lời nguyện vì vậy hắn không tiếc phải trả giá tất cả thậm chí còn dùng thánh huyết khắc tất cả nhiều cảm ngộ về tinh thần và cơ thể của lý hắc thủy khiến cho âm thanh đại đạo vang dội trong cơ thể tên này thu được lợi ích vô cùng to lớn trong mười mấy năm trôi qua này trong quá trình trưởng thành hắn luôn bị đuổi giết đã trải qua các đau khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi lúc này giống như một lần hóa đạo vận tọa hóa trở thành một nhân vật cấp giáo chủ bên cạnh đống lửa trại mỗi người diệp phàm lý hắc thủy lệ thiên cơ Già huỳnh bội đồng phương man đều có một vò rượu lâu năm để trước mặt mọi người thoải mái chè chén vô cùng náo nhiệt thỉnh thoảng còn có một đám lão nhân đi tới thổi râu trừng mắt người sau bưng hàn hơn người trước cùng bọn họ uống rượu khiến cho những người trẻ tuổi đều không chịu nổi diệp phàm cũng không hề giấu giếm kể lại tất cả những chuyện trải qua khi đi tới tử vi cổ tình vực mọi người vô cùng giật mình rất lâu cũng không nói nên lời rồi sau đó, Lý Hắc Thủy cũng kể lại những trải qua trong mấy năm nay đều là cựu tử nhất sinh, có thể kiên trì đến hiện tại cũng đã không dễ dàng gì rồi. Từ Thiên Đô tuy cũng rất đáng sợ, nhưng là bằng bác và đông phương giá đều có thể đánh một trận với hắn được. Chủ yếu là bọn họ bị đám người truy đuổi chặn đường, bị vây công mà bại trận. Về phần sát thủ thần triều viễn cổ, chúng lại càng khó lòng phòng bị hơn. Nhắc tới những kẻ này, ánh mắt của Lý Hắc Thủy điện đỏ lên, không kìm đổi rơi nước mắt. Già dạ già dạ, lý hằng của hắn chính là vì cứu bọn họ mà bị một lão sát thủ dùng trường mâu đóng đinh trên một vách đá. Tiền huyết chảy bằng sạch, thi thể bị hong khô trước gió. Còn bà đó chứ, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ bổ đồi chúng nó ra, đạp cho đám sát thủ thần triều viễn cổ thành một bãi phần chó. Hắn nghiến răng, nên cả đồi bồi cũng bị cắn bật máu ra. Người chết cũng không thể sống đại được nữa. Diệp phàm an ủi, cùng hắn uống một bát rượu lớn rồi nói, chúng ta cũng là một đại giáo, thế nào Người muốn khai tông lập phái sao? Tên là gì? Cách đó không xa, một lão nhân màn tộc hỏi. Thiên đình. Diệp phàm phun ra hai chữ này. Cái tên rất dễ nghe, có khí phách rất lớn. Gì? Không đúng, có chút quen tai. Đây chẳng phải là... Một lão nhân màn tộc khác có vẻ quái dị. Không phải, đây là thiên đình khi xưa cơ. Là thiên đình dùng giết chóc, chống lại giết chóc, để cho nó tái hiện hậu thế. Diệp phàm bình tĩnh nói. Thiên đình có ý nghĩa rất đặc biệt. Thứ nhất đây là tên của một sát thủ thần triều viễn cổ. Thứ hai, đây là thần đình trên trời trong truyền thuyết. Theo lời đồn là thiên đình và khi xưa thanh đế lúc tuổi già, y muốn lập nên. Chỉ cần một ngày thiên đình được tái lập, ta sẽ gia nhập vào ngay, đứng trên thiên hạ, tiêu diệt những địch nhân kia. Lý Hắc Thủy cất tiếng hưởng ứng. Sau đó, bọn họ nói về các đại địch trong những năm gần đây. Nguyên cổ thật sự rất đáng sợ. Hắn vừa ra tay thì đã không có ai là địch thủ. Nếu không có khổng tước vương hiện thân, mọi người cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nguyên cổ rất coi trọng yêu đế cửu trạm nên là muốn đoạt nó vào trong tay, nhưng cuối cùng không thể thành công, bị xích lòng đạo nhân đã đột phá tiên tam trảm đạo trong nhiều năm cản lại. Xích lòng đạo nhân rốt cuộc cũng bước vào trong hàng ngũ vương giả rồi. Diệp Phạm tự nhủ. Cách đó không xa, một lão nhân già đời của màn tộc cảm thán rồi nói, nếu không phải dòng nguyên nhân thiền địa biến đổi, thì làm sao mà các vương giả trên thế gian lại ít đến như vậy? làm sao mà thánh nhân lại có gặp đến như thế? May mà nhiều năm trôi qua như vậy, thiên địa lại bắt đầu biến hóa một lần nữa, một đại thế phồn thịnh sẽ xuất hiện. Một người khác lại nói, Diệp Phàm lên kế hoạch đi về hướng đông, tìm kiếm lại các chiến trường khi xưa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cần phải biết rõ tung tích của các cố nhân ngày xưa đang ở đâu. Điều khấu thì không cần tìm nữa, chính mắt ta nhìn thấy, hắn bị người khác đánh cho thần hình câu diệt, máu thịt văng ra rồi. Nhắc tới những điều này, nắm tay của lý hắc thủy đã bóp chặt lại cả con tay phát ra âm thanh răng rắc ngoại trừ đám người vương đằng họ phần Phi, thì còn có một đám cường giả thần bí khác nữa đến nay vẫn không thể xác định được thân phận của bọn họ từng tiến lên chuyết phong của thái huyền môn để giết trường văn sương cũng từng phục kích liễu y y khi đang đi ra ngoài giao trì ra ngoài tuy rằng là cũng không có thành công nhưng lại bày ra thực lực kinh nhân chính những người này đã đuổi giết ngô trung thiên Khương Hoài Nhân lên trời không đường, xuống đất không lối. Liễu Khấu bị một người trong đó dùng một quyền đánh thành thịt vụn. Cố nhân tại Đồng Hoang, Diệp Phạm nghiến răng, những kẻ này tuyệt đối là nhằm vào hắn mà xuống tay, cuối cùng lại hướng những thủ hận này lên trên những người quen biết của hắn. Không biết hầu ca như thế nào rồi, nếu không có hắn mấy lần ra tay, chúng ta thật đúng đã không sống được đến lúc này đâu. Nhắc tới đấu chiến thánh viên, mọi người không khỏi có chút lo lắng, đã lâu mà không có tin tức của hắn rồi thiên hoàng tử phái ra một đám sinh linh cổ chính là nhằm vào hầu tử này đây diệp phạm cất tiếng nói tìm kiếm cố nhân tìm gặp cổ hoàng huyết mạch Nhận tiện chú ý tới đám người thần bí đó tiêu diệt các thần tử của sát thủ thần triều viễn cổ chiến trường này chúng ta sẽ tập trung ở Đồng hoàng về phần vương đăng hoa vân phi thì cứ theo ý ta mà làm trong nửa tháng tiếp theo khắp vùng đất đều có người cảm nhận được một loại không khí không chút tầm thường rất khác lạ thỉnh thoảng còn có sinh linh thái cổ thường xuyên lùi tới các nơi. Suốt cuộc từ Bắc Vực truyền đến tin tức, có tổ vương Thái Cổ thức tỉnh, tại nơi mà bọn họ ngủ say, từng có tiên địa dị tượng phát sinh, kinh thế hãi tục. Áp lực, áp lực đến hít thở không thông. Đây chính là cảm nhận chung của rất nhiều cường giả nhân tộc, đó chính là tổ vương Thái Cổ, là cường giả cấp thánh nhân viễn cổ, một khi xuất thế có thể quét ngang tất cả, không ai có thể chống cự được. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc này nhân tộc đang ở trong thời kỳ khó khăn, thanh nhân gần như đều điều đình cả. Lấy cái gì mà ngăn cản đây? Chỉ có thể mong chờ rằng hai bên sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Nếu không, một khi mà khai chiến, thì chắc chắn cục diện sẽ hoàn toàn là nghiêng về một bên. Loại áp lực này cũng khiến cho không biết bao nhiêu giáo chủ của nhân tộc bạc trắng cả mái tóc chỉ trong một đêm. Vào một ngày này, thần linh cốc tại Bắc Vực tỏa ra quang hòa phản trượng, có sinh linh thái cổ đang phát âm thanh ra ngoài, chấn động núi rừng như sấm xét trên chín tầng trời đang rít gào để tránh điền đụy đến người vô tội thánh thể của nhân tộc đến đây quỳ xuống thỉnh tội thành âm vô tình này truyền ra khắp thiên hạ đều bị chấn động đây chính là muốn bắt diệp phàm để khai đao hắn từng chém rớt thiếu chủ từ thiên đô của thần linh cốc vương tộc thái cổ trực tiếp đã đáp trả bằng cái cách này làm cho người ta cảm thấy thật là kinh dị những kẻ dám cả gan che chở cho thánh thể bất kể là người phương nào thuộc loại thế lực nào đều phải bị diệt trừ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Thần linh cốc cường thế mà quyết tuyệt, đây chính là thanh âm mà bọn họ truyền ra. Bản thân là một trong các phương tộc mạnh nhất thái cổ, bọn họ dùng tư thế đứng trên thiên hạ để nói ra những lời này. Đây là một loại uy áp cường đại lao thẳng tới man tộc tại Nam lĩnh. Vương tộc thái cổ thần linh cốc này là một truyền thừa có thể bề nghệ thiên hạ, khí thế quỳ ngà độc tôn. Hiện tại, bọn họ tỏ rõ thái độ thánh thể nhất định phải chết, hơn nữa lại còn phải tự đến quỳ bên ngoài thần linh cốc. Ai dám ngăn cản, ai dám che chở, liên chờ mà bị diệt tộc đi. cả thiên hạ đều im ắng, ai cũng đều lo lắng cho một tương lai tràn ngập khó khăn và gian khổ. Hơn phần nữa là một hồi loạn lạc đầy hắc ám, rốt cuộc cũng sắp nổ ra rồi. lũ thần linh cốc lông chim kia, tiểu diêm tử người ấy cũng đừng nói nữa. hiện tại nên trốn đi, chờ khi nào thánh thể đại thành thì trực tiếp đi tới hàng ổ của chúng, giết hết tất cả là được. Lý Hắc Thủy cả giận rồi nói. Ngày này tới thật là nhanh. Diệp Phạm tự chủ, hắn thực sự cảm nhận được áp lực cực lớn. Một loại thế từ trước tới nay chưa từng có sắp diễn ra rồi. Cùng ngày ấy, Diệp Phạm cũng ở trong Nam Lĩnh cường thế đáp trả. Thần Linh Cốc là cái thá gì? Chỉ là đống cạn bã mà thôi. Chỉ riêng hai chữ cạn bã này đã khiến cho cả thiên hạ chấn động. Mọi người đều hiểu được rằng đây chính là lời khiêu chiến của thánh thể nhân tộc đối với vương tộc thái cổ nhưng mà mọi người cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể cường thế đến như vậy căn bản giống như là không có chút sợ hãi nào cả diệp phàm tiếp tục là nã pháo nói tiếp chỉ có chết một đứa con cháu thì đã bao che khuyết điểm như thế cũng chỉ dám ức hiếp hậu bối mà thôi Trước khi đại đế của nhân tộc trở về các người đều trở thành cặn bã mà thôi cũng không biết có bao nhiêu tù sĩ nghe được câu này mà phát run thánh thể nhân tộc bị điên sao sao lại dám nói như vậy? tuy rằng hắn rất cường đại nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành đến mức độ vô địch thiên hạ vẫn còn chưa đại thành hắn dựa vào thứ gì mà nói như vậy? thần linh cốc tức giận lập tức nói rằng trừ khi đại đế nhân tộc sống lại nếu không thì không có ai có thể cứu được diệp phàm nếu không tới đó quỳ thì chúng sẽ chém chết hết những người liên quan tới hắn khi nào ta trở thành thánh nhân nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ thần linh cốc chém tận giết tuyệt ta thề thanh thể nhân tộc lại một lần cường thế đáp lời khiến cho mọi người đều bị kinh sợ tới mức không dám nói gì. hắn điên rồi sao? hiện tại mà khiêu chiến thì làm sao có thể tránh thoát bột kiếp? vì sao hắn vẫn dám làm như thế? đây là nghi vấn mà mọi người khắp thiên hạ đều không lý giải được. nhân tộc chúng ta không cần phải sợ bởi vì chúng ta có một vị đại đế sắp trở về rồi. trong những ngày này diệp phàm tung ra một tin tức long trời lở đất tất cả mọi người khắp thiên hạ đều kinh sợ ngay cả vương tộc thái cổ thần linh cốc cũng sinh ra nghi ngờ Thanh thể đại thành chính xác đã rất đáng sợ trong các lần loạn lạc hắc ám khi xưa thì đã từng bình định cả thiên hạ xoay chuyển càn khôn bảo hộ nhân tộc nhưng lúc này diệp phong còn kém xa chưa đào lên tới cảnh giới ấy vì sao hắn dám giết tử thiên đô nhục nhã thần linh cốc hơn nữa là còn tuyên bố phải giết chết cổ hoàng huyết mạch và nguyên cổ lần nhiều lần khiêu chiến vương tộc thái cổ điều này rất không phù hợp với lẽ thường tình các người cũng biết rồi đó, ta vượt qua tinh vực mà đi, vì sao 12 năm sau lại có thể trở về? Đó là bởi vì nhân tộc chúng ta có đại thánh đang chứng đạo ở vực ngoại, được xưng phong đế là hắn truyền tống ta trở về. Một tin tức long trời lở đất này vừa được tung ra, khắp thiên hạ đều trở nên sôi trào, mọi người đều không biết thật giả ra sao, ai đấy đều bàn luận rất sôi nổi. Thần linh công chỉ là cặn bã, nếu muốn đứng trên thiên hạ, các người còn kém xa, dám hoành hành thế gian sao? ngày phong đế trở về sẽ là ngày mà các người bị diệt toàn bộ đây chính là câu nói rất kiêu ngạo của diệp phàm khiến cho rất nhiều người đều không biết nói gì dám mắng to thận linh cốc vương tộc như vậy khiêu chiến một cách không kiêng để gì không khác gì một kẻ điên cuồng cả nhưng mà ngay trong ngày diệp phàm đứng trên không trung của chu tức thành biểu hiện ra một vài hình ảnh cho mọi người quan sát dùng chúng để chứng minh cho những lời mà hắn nói khiến cho ai nấy đều ngây dại lão phong tử một mình đơn độc chiến đấu với một chiếc chiến thuyền tổ vương một một quyền của hắn đều đập nát một thánh nhân dễ dàng đánh cho một thiên thủ thần ma cấp đại thánh đổ tung nhân tộc không biết những điều này là thật hay giả nhưng đã có người vẽ lại theo các hình ảnh này tại sao sau đó truyền khắp bắc vực khiến cho tất cả các tộc thái cổ đều chấn động vô cùng mạnh là bọn hắn là các cao thủ vô thượng khi xưa trong đó có ba vị đại thánh mấy năm trước đây bọn họ cùng thái cổ hoàng thần thai cảm ứng được khí tức của chiến thuyền đang đi lại trong vũ trụ, nhưng cuối cùng lại bất đi liên hệ, không ngờ rằng bây giờ lại được nhìn thấy chúng qua những bức họa này. Nhiều tổ vương như vậy thật sự đã bị một nhân tộc giết chết hay sao? Mặc dù còn không chứng đạo, nhưng cũng có tu vi của một vị chuẩn đế rồi. Các tộc Thái Cổ đều rung động, ai nấy đều ngây dại. Bọn họ cũng không biết được trạng thái khi đó, những tổ vương kia như thế nào. Những người này đã sớm hao hết tinh khí, khó có thể chiến lực để đánh một trận nữa chỉ thấy được mỗi một quyền của lão phong tử đều đập nát một thân ảnh của tổ vương. Đây là tràng cảnh rùng động tinh nhường nào, khiến cho rất nhiều sinh linh thái cổ đều toàn thân phát lạnh. Thần Linh Cốc, các người chỉ là cặn bã mà thôi. Lúc này, âm thanh của Diệp Phàm lại vang lên trong nam lĩnh. Tiểu Diệp Tử, người mắng sướng mồm thật, vậy mà lại thật sự có thể trấn trụ bọn họ sao? Đi Hắc Thủy cao hứng bừng bừng, có thể mắng to thần Linh Cốc như vậy, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Không được, còn sao mới đủ cần phải có đại đế trần chính hiền hóa ra thì mới được ta muốn đi đồng hoàng một chuyến diệp phàm cất tiếng nói thanh thể nhân tộc điên rồi sao mọi người đều có chút ngẩn người ra dám mắng to vương tộc thái cổ mở miệng chửi thần linh cốc là cạn bá điều này cần phải có la gan lớn tới mức nào thì mới dám nói ra một cách lớn lối như vậy được hắn không chút kiêng nể gì dám kiều chiến với vương tộc thái cổ khiến cho rất nhiều nhân tộc giáo chủ đi theo đều cảm thấy sợ hết hồn e ngại bị thần đình cốc rút cục tức này vào trong người. Khi vương đăng biết được tất cả những điều này, hắn trở nên có chút sững sờ. Năm đó cho dù hắn có cuồng vọng hơn nữa thì cũng không dám làm như vậy. Hành động to gan đớn mật của Diệp Phàm khiến cho hắn kinh ngạc không nói được gì. Trên vách núi, Hoa Vân phi đứng lặng im thật lâu, Thủy Trung không nói gì. Hắn tự nhận rằng mình có khả năng ngạo thị cả thế gian, nhưng cũng không có dũng khí hướng vương tộc Thái Cổ phát ra kiều chiến điên cuồng như thế này được một thác nước thần kỳ như một luồng ngân hà từ trên trời rơi xuống bắn lên bọt nước trắng xóa hơi nước lượn lờ diệp quảng thánh tử yên lặng suy nghĩ thật lâu ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa trong bắc vực thần thành một đạo nhân nhếch nhác mái tóc rối bù bay ngược lên khoác trên người tấm đạo bảo cũ kỹ cầm trong tay một vò rượu mùi rượu nước mũi rồi nói trời hay lắm thần linh cốc chỉ là thứ cạn bã mà thôi những người xung quanh đều sợ hãi cho dù thần tàm đạo nhân dám nói như vậy nhưng bọn họ lại không dám ở trong này lắng nghe, tất cả đều lập tức giải tán. Tại Bắc Vực, huyết Hoàng Sơn, vạn kiếp không phai mòn, cao ngất trong tầng mây trên cao. Toàn thân nó có màu đỏ, giống như là bị hoàng huyết nhuộm qua. Từ xưa đến nay, nơi này đều là một mật địa không thể đặt chân tới được. Ngay cả sinh linh Thái Cổ cũng đều tỏ vẻ kính sợ đối với nơi đây. Lúc này trên đỉnh núi có hai người đang ngồi khoanh chân. Một người trong đó giống như một tầng đá vững chắc tựa như là có thể mãi mãi trường tồn, Thủy Trung chưa từng di chuyển một bước nào, thật đâu sau mới mở mắt ra rồi nói, ta chỉ vì đạo mà sống, còn những thứ khác thì đều mặc kệ. Bên kia có một người toàn thân được bao phủ trong ngũ sắc thần quang, đây là một nam nhân trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ, khiến cho tất cả nữ nhân trên khắp thiên hạ cũng phải ghen tị. Sau khi nghe được lời này, liền không nói câu nào cả, lập tức đứng dậy bước đi. Mãi cho tới khi sắp sửa rời khỏi đỉnh núi, hắn mới mở miệng nói. Vậy thì hoàng hư đạo nhân nhà người cứ tiếp tục bế quan đi, sẽ không lâu nữa đâu. Sau khi ta tiên tam trảm đạo xong, sẽ đi giết thánh hoàng tử. Phía xa, một lão bộc nhân đang đứng chờ, xoay cái lưng còng lại. Nghe hắn nói vậy liền nói, tranh hùng trong cùng dai, thì nếu tiên hoàng tử không là đệ nhất, vậy thì ai dám xưng là như vậy đây? Một lão bộc nhân trên huyết hoàng sợ nói, những người chứng đạo cũng không phải cứ dựa vào huyết mạch lực lượng là được. Đi giết chết thánh thể của nhân tộc đi. Hắn nhiều lời quá rồi đấy thiên hoàng tử được ngũ sắc thần quang bao phủ khi đi xuống núi liền nói với lão bộc nhân đang đi bên cạnh bên ngoài cổ quán thái sơ họa kỳ tử lại đi tới đây hắn ta hợp lại với thiên địa pháp thần ép vỡ cả hư không không nhìn thấy rõ được thân thể hắn chỉ cảm thấy được nơi đó dường như có một tấm đại bi bất thủ đang đứng sừng sững trong không gian ta muốn chứng đạo thì cần phải bắt đầu bằng việc giết chết thánh thể nhân tộc hay là nên bắt đầu thanh tẩy những người có cổ hoàng huyết mạch đây Đồng Hoàng, mặc dù là nơi ở của các cổ tộc, nhưng tình huống cũng không kém phần phức tạp. Những thứ Diệp Phàm phải đối mặt thì còn muốn khó khăn vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Từ khi Diệp Phàm lớn tiếng mắng thần linh cốc là cạn bã, truyền ra hình ảnh của lão phong tử đang ra sức chém giết tổ vương, thì tất cả các tộc đều chấn động, ai ai cũng muốn tìm ra hắn, muốn biết được rốt cuộc thì sự thực là như thế nào. Nhưng tất cả thế nhân đều không biết được, trong đốc tiền hạ này đang bất an, đại loạn sắp sửa phát sinh thì Diệp Phàm đã đi vào trong đồng hoang. Nếu mà điều này bị người ta biết được, nhận định sẽ mắng to rằng hắn là kẻ điên, không biết sống chết như thế nào. Đó chính là căn cứ địa của vương tộc Thái Cổ. Hắn làm như thế, chẳng khác nào đã tự chui đầu vào lưới cả. Hắn muốn đi làm một chuyện lớn, cũng không để cho những người khác đi cùng. Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Man và thần vương huynh vội cùng nhau đi tới cơ gia, bình tĩnh chờ tin tức tốt lành của hắn. Chuyện mà Diệp Phạm sắp sửa đi làm có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hắn không muốn để cho người khác biết được, lại càng không thể để cho bọn họ đi theo hắn mạo hiểm. Chỉ cần một người hắn đi như vậy là đủ rồi. Điều ấy là vô cùng kinh dị. Kính thưa quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.